Rồi hello, chào các bạn quay lại kênh của mình. Hôm nay mình mới thả vài em cá vào hồ các bạn. Mình thả đỡ cá biển trước và một ít cá nhật còn sót lại thôi. Mình đang làm một cái hút mặt và hút đáy gắn vào máy bơm các bạn. Nhưng mà là máy bơm nhỏ thôi. Máy bơm Feriha BD8002 cũng là 4.700 lít trên giờ các bạn. Nhưng mà có điều là bơm này thì nó rẻ tiền hơn cái dòng mà BB rất là nhiều luôn. Cái máy bơm này chỉ có 420.000 nhưng mà tới lưu lượng lưu nước là tới 4.700 lít nữa các bạn. Chỉ số watt là 65 watt. Đây các bạn. BD8002. Lưu lượng nước mình đọc lộn. 4.500 lít trên giờ các bạn. 65 watt. Có thể bơm cao được 38. Đây. Ống đầu ra của nó là ống 34 nha các bạn. Mình nối vào co đi ra 60 và lên ống hút mặt là 60. Hút mặt là hút mặt răng. Do em ấy nhu cầu của em trai này chừng đó thôi nên mình chỉ làm như vậy. Nhưng mà nếu mà máy này mà gắn với cái hệ thống ống như này thì nó sẽ rất là yếu các bạn. Hút mặt sẽ không đạt. Tại vì cái hút mặt nó quá cao. Nó quá cao so với hút đáy. Nhưng mà em ấy nói là có gì về để em ấy chỉnh sửa. Tại thật ra là những cái bộ hút gắn hút mặt hút đáy như thế này thì mình nên làm cái máy nó to hơn, máy dòng BB đó các bạn. Rồi bây giờ mình đóng gói cái này mình gửi cho khách đã. Một lát mình có bắt cá mình ship về Bình Định á, nên mình làm clip quay chia sẻ với các bạn nha. Rồi giờ đang bắt cá xíu từ Bình Định các bạn. Cá size nhỏ. Cái size mini 15-20cm thôi. Em này em mua 8 em thôi các bạn. Ở trong này còn khoảng chừng 100 em á. Rồi các bạn, khách ok thâu này rồi. Mình bán cá theo cái thói quen là chuyển khoản trước rồi lúc mình bán cá, bắt cá ra cho khách lựa các bạn. Lựa là ship đi luôn chứ không có bỏ vô lại, nó mệt á. Lựa là ship, ví dụ bây giờ mình bắt ra luôn là mình đóng oxy luôn á. Đưa đi luôn. Có em này đẹp ghê các bạn. Em này màu đỏ quá trời luôn. Các bạn thấy em này không? Cá của mình đa số đều là full rinh rinh được các bạn thấy không? Cái em này dưỡng lâu quá ấm nhất à. Em này khá là đẹp luôn nè mọi người. Body tròn quay quá. Em rất là to nhất bầy luôn. Em Hi. Em này là Kohaku Rin Rin. Em này là em Ben Migoy. Rồi bây giờ mình đóng oxy. Đóng xong thùng cá rồi các bạn. Bên cá mini của mình còn rất là nhiều dòng Chagoy của Oshiba luôn các bạn. Mấy cái dòng này thì nó hơi đặc biệt mình để bán sau. Có mấy con Chagoy xanh đó, các bạn thấy màu xanh không? Rồi có cái con gì đặc biệt lắm các bạn, con Siro đó mà nó dạng của nó kỳ kỳ sao. Rồi cá của mình hôm nay cũng còn rất là nhiều. Do mình dưỡng có cho ăn á, nên nó thấy mình tới nó mừng lắm các bạn. Nó đòn đòi ăn.
cá mấy bên này là lô 25 tới 30 cm các bạn. Rồi bây giờ mình đi đóng thêm một ít hàng nữa nha. Đây các bạn thấy cái đĩa sủi mình là đẹp không? Nó cứ xoáy sắn ốc hoài các bạn. Gửi thêm một thùng sứ, một thùng sứ Thanh Hoa Mai về về Bến Thành, Hồ Chí Minh nữa các bạn. Các bạn mới gói xong một mớ hàng luôn. Cái máy bơm với cái hút mặt hút đáy nằm bên này. Rồi máy bơm, cám, hút mặt, thuốc nấm. Cái gì mình quên rồi. Nhưng mà giờ gói hàng bưu điện thì nó cũng tiện hơn. Giao rồi thu tiền đối với những đơn nhỏ, và những đơn lớn thì phải chuyển khoản trước rồi mình gửi, thì nó cũng như nhau thôi, cũng không có gì hết. Hôm nay mình chỉ chia sẻ với bạn về vài em cá với lại bộ hút mặt hút đáy gắn vào máy bơm đó đó nha. Rồi mọi người có muốn gắn máy bơm loại nhỏ hay là muốn làm hút mặt hút đáy gì đó thì cứ bm cho mình số Zalo 0979938298 nha các bạn. Rồi cảm ơn mọi người ủng hộ mình trong thời gian qua rất là nhiều. Rồi chào tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.